Xin kính chào cô chú anh chị trở lại với kênh YouTube Sùng Mỹ Linh. Hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Chúc cô chú xem video vui vẻ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. À, không có thuốc đâu, nhưng mà đợt nào hôm nay là đi ăn cỗ ấy. Đấy là các bác ở phía bên ngoài ấy này, có mời cho nên là có hút tạm thuốc. Trong khi chờ đó, để đổ mâm. Anh Hải hôm nay béo đấy nhỉ, mặt tròn vo luôn. Đâu có thế mà. 50 cân. 70 cân à? Alo, nó rất là ngon đây. Cao tự nuôi lấy. Đây là tôm chê với hai lát canh. Rất là ngon. Rất tuyệt vời. Xôi thì là đa số là toàn gói và lá răm như vậy thì thơm. Anh mở xôi đây mà xem có ngon không? Có khi nấu khi kìa xem. Ôi, ngon đấy. Đỏ lư luôn, quá tuyệt vời luôn bác, xôi ngon nhá. Hôm nay là chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Mỹ Linh cùng với anh Hải Thính Chém là anh em tiếp tục đi ăn cưới ở nhà cháu của anh Hải Thính Chém đây. Xin chào nhá. Xin chào, nó vui quá. Vâng, chú ạ. À vâng, vâng. Vâng, thôi nhỉ. Ở tí bắt tay. Đây đây đây, bắt tay cái. Ôi, đoàn hôm nay anh trẻ hết nhở? Anh tráng, được, ngon đấy, ngon dai đấy. Đây là đoàn bên chủ nhà. Xin chào nhá, chào bác chủ nhà. Đoàn đến rất là đông rồi. Anh, mình sẽ quay hiện tại là ở đây thì là ở trong một cái hội trường của bao nhiêu các bác hiện tại đang các cối đang bày mâm, rất là nhiều mâm đây. Tại là nhà cháu Mỹ Hải hiện tại là có 70 mâm các bác ạ, cả món ngon đây. Anh ơi, cứ ngồi đấy, rất là đông đây. Không quay nữa, đi vào đây. Vào đây, đây anh Hải Thích Chém đây, đấy cùng anh Hải để đi vào ăn cưới các bác nhá. Tại mọi người cũng đang đến, bởi vì hiện tại cũng đang còn rất là sớm. Một số khách cũng đã đến đây rồi. Sẽ vào ngồi ăn trước đây. Nhất trí, nhất trí. Tôi sẽ vào mâm ngồi cùng với anh Hải Thính Chém đây. Chúng ta
Chào Vinh nhá. Tốt tiền đó. Mấy nhiên tốt chim bò tiền ơi. Tốt lo tạt cho tốt mẹ nó. Anh em đến rất đông đây. Bên này có các cô gái rất là xinh đấy. Đây đây là vợ của anh Hải Thịnh Chém đây nhé các bác. Mặc cái bộ trang phục rất là xinh đẹp. Để ngay bây giờ sẽ cùng với chúng tôi, cùng với đại diện hai bên gia đình sẽ ghi chúc được ạ.
anh thú vị thì để cảm ơn ba mẹ trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã luôn quan tâm cũng như là hỗ trợ cho cô dâu và chú rể. Thì ngay bây giờ xin được mời hai bạn, xin mời rượu những thành viên của hai bên gia đình ạ. Xin được mời chú rể và cô dâu những người xin hai đi ạ. Chú rể xin mời rượu gia đình nhà bố mẹ của gia đình nhà gái và cô dâu xin mời bố mẹ chồng. Anh ngồi bên dưới này rồi anh ạ. Anh ngồi bên dưới rồi.